Vâng, xin chào các bạn, mình là Thuật Quang, mình đã quay trở lại ở đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chuỗi video về luyện vẽ bài tập AutoCAD cơ bản. Hôm nay mình mang đến cho bạn hai hình bài tập, một hình mức độ cơ bản, một hình cấp độ là có một chút xíu khó hơn. Thế thì chúng ta sẽ cùng thực hành với hai bài này. Dạ, một hình ở đây mình sẽ bật cái zoom này lên. Đó, hình này chúng ta sẽ gọi là chỉ là khởi động, gọi là tay chân thôi. Hình này chúng ta mình muốn nhấn mạnh vào hình bên tay phải của mình đây, hình H. Ok, cái hình này mình mới lấy được ở trên mạng thì mình sẽ giới thiệu đến cho bạn. Hai hình này thì có đặc điểm là đối xứng và nó cũng chia ra các loại đối tượng. Ví dụ là một hình này là đối tượng về nét tim trục, được chưa? Một đối tượng là nét chính thì chúng ta sẽ vẽ làm hai layer, được chưa? Thì layer này mình sẽ tạo một cách rất đơn giản thôi. Bạn nào mà chưa biết về layer thì các bạn vẫn có thể làm theo mình và thực hành được theo mình, được chưa? Và làm được. Ok, hình này thì nó đậm hơn, hình này nhạt hơn. Thế thì chúng ta sẽ cùng luyện tay hình thứ nhất nhá. Ok, không vòng vo nữa, bắt tay vào hình đầu tiên thôi. Let's go. Rồi bây giờ các bạn hãy mở phần mềm AutoCAD lên, phiên bản AutoCAD 2018 quen thuộc, được chưa? UC để cố định lại cái trục này, setting bỏ đi, được chưa? Unit đã sẵn sàng chưa? UN để về 2 số 0, mm, ok, bật chế độ bắt điểm, ok, tích chữ E, mọi thứ đã có vẻ sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào vẽ hình đầu tiên, được chưa? Hình này thì chúng ta có để ý thấy là nó có nét tim trục hai đường thôi, nằm ngang và thẳng đứng, được chưa? Vậy chúng ta sẽ tạo ra hai layer LA này để mở ra cái bảng tạo layer. Layer đầu tiên là nét tim. Ok, và màu quen thuộc là màu 251. Chợ nét là gì? Để độ dày default đi, light tie. Kiểu nét các bạn chọn về nét đứt. Ok, được chưa? Nét đứt. Tiếp theo là tạo một layer là nét cắt. Ok, chúng ta có một cái màu để màu trắng đi, được chưa? Bạn có thể lựa chọn một cái màu khác tùy ý. Ok, độ dày ở đây lightweight nhá. Cái light tie chúng ta sẽ để là bình thường, để là solid continue. Default ta để về khoảng 0.3. Ok, vậy là chúng ta sẽ tích kiểm B ở đây để xét hiện hành cái nét cắt này. Đó, hoặc là số hiện hành ở đây. Rồi, ở cái hình này thì chúng ta sẽ vẽ cái gì trước ạ? Ở đây có hai nét tim đúng không ạ? Nét tim trục này ở đây là 162 và chiều độ cao của nó là, độ rộng nó là 98. Thế thì hình này các bạn vẽ như nào? Bạn thấy là hình nó đối xứng đúng không? Thì để vẽ cái nào nhanh nhất thì bạn hãy quan sát một chút trước khi vẽ. Chúng ta tư duy hình trước khi vẽ thì chúng ta sẽ có cái cách vẽ nó nhanh nhất. Đấy, và nó tiết kiệm thời gian nhất, hiệu quả nhất, được chưa? Ok, thì hình này chúng ta thể ý thấy là nó bị vát các góc đúng không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta suy ra một cái hình tổng thể thì nó sẽ là kiểu như thế này. Hình vuông. Sau đó ta sẽ chém vát góc, được chưa? Bốn góc này thì nó tương đối là giống nhau, nó chỉ thay đổi cái cạnh ngang, cạnh dọc này so với trên này nó đối xứng thôi, đúng không? Vậy hình tổng thể nó là hình một hình vuông. Hình chữ nhật. Tiếp theo nữa ở đây là có hai hình, được chưa? Chữ nhật tiếp theo nữa chúng ta vẽ một bên chúng ta nhân đôi sang, và trong này là một cái hình vuông. Ok, vậy là ở đây chúng ta xác định được là có 3 kiểu dạng hình, đúng không ạ? Hai hình chữ nhật, hình vuông, vậy chúng ta sẽ vẽ theo 3 hình này. Sau đó chúng ta sẽ chém vát đi và là chúng ta sẽ hoàn thành xong. Rất đơn giản đúng không ạ? Bây giờ mình cùng vẽ nhá. Hình ngoài này là 162 đúng không ạ? Và cái này là bao nhiêu? 98 nữa. Vậy chúng ta sẽ vẽ vectơ. Chúng ta sẽ vẽ line trước đi. Vẽ đường trục này trước. Okay, vẽ cái đường trục này trước. Line tiếp. Để mình cố định cái trục, cái tâm của hình chữ nhật này vào tâm của trục này. Được chưa? Rồi, các bạn có thể điều chỉnh cái nét co giãn ở đây bằng vẽ nét tim nhá. Bằng cái thông số ở đây, cho lớn hoặc cho nhỏ bằng lệnh Ctrl 1 và dòng Lata Scale. Mình nhắc rất nhiều lệnh này trong các video trước đây rồi. Tới đây ta vẽ là 162 và 98 và RC. Set Gradient cái layer, tức là làm hiện hành cái layer này, cắt này 162 và 98, được chưa? Ok, vậy chúng ta đã có hình chữ nhật này rồi. Bây giờ Move M này. Đó, bắt đầu đây.
Các bạn thấy CAD 8 nó có cái bắt vào trọng tâm hình rất là nhanh, linh hoạt đúng không ạ? Đó, rất là linh hoạt. Còn CAD, bạn nào mà dùng CAD 07 hoặc là CAD đời thấp, nó không có cái tính năng bắt trọng tâm này đâu. Khi bạn bật bắt điểm ấy, thì nó không có trọng tâm này đâu. Thì các bạn có thể là dựng thêm hình, vẽ đường line đây. Đấy, vẽ đường line theo kiểu như này. Đấy, rồi các bạn mua, bạn xóa đường line ở giữa đi. Cũng được. Hoặc là bạn sử dụng cờ phím là mở cách này, lệnh mu cách này, sau đó bạn sử dụng cờ phím là shift chuột phải thì nó có tính năng là mid between hai point, cho bắt điểm vào một điểm giữa dựa trên hai điểm có sẵn, tích vào điểm này, tích điểm có sẵn 1, tích điểm có sẵn 2 thì nó bắt vào trung điểm của hai điểm đó. Đó là trường hợp mà bạn dùng CAD đời thấp, ok không ạ? Đấy, bạn mu vào đây, mu vào đây rồi thì bây giờ chúng ta có hai hình chữ nhật bên con bên trong là bao nhiêu ạ? 22 đúng không ạ? Và đây là 32 đúng không ạ? Ok, mình sẽ vẽ rectangle này. 32 và 22. Và bây giờ ta mu. Mu thì bạn biết là đặt vào vị trí nào rồi đúng không ạ? CO copy. Ở đây mình chưa đầu được đổi lệnh tắt nhá. Đấy, mình vẽ hoàn toàn bằng lệnh nguyên bản hết. Tiếp theo đến là 43 đúng không ạ? Là một cái hình vuông. Ok. Rồi EC 43 tab ra 43. Đó, và ta mu vào đây. Cái 18 nó rất linh hoạt bởi vì nó có cái trọng tâm. Bây giờ mình sử dụng lệnh RO, bây giờ lệnh xoay. Tích vào đây. Mình nhập góc xoay là 45 độ, được chưa? Hoàn toàn là chuẩn xác. Tại đây bây giờ mình trim đi này. Trim đi hai phần này thôi. Được chưa? Đó, vậy là ra hình hài, bây giờ chúng ta chỉ cần chém vát góc thôi. Thì ở đây dữ liệu vát góc nó cho là gì ạ? Cái này bằng bao nhiêu ạ? Bằng bao nhiêu đấy? 24 đúng không? Cái chiều ngang này 24 và góc này 60 độ. Rồi ta sẽ chém như nào để ra được kết quả như này. Ở đây mình sẽ dùng lệnh là CSA. Đó, CSA chamfer. Tại đây các bạn sẽ sổ phím xuống, chọn tính năng là angle, chém theo khoảng cách và cộng độ giá góc. Khoảng cách cộng góc. Đó, thì bạn nhập cái chiều dài vết chém là bao nhiêu? Là 24, được chưa? Và góc là bao nhiêu? Góc là 60, được chưa? Thế thì góc cạnh 24 là cái cạnh ngắn này nhá, thì bạn phải kích đúng cái cạnh ngắn chứ đừng kích vào cạnh dài là nó sai đấy. Cái cạnh ngắn này. Đấy, và đây. Bạn thấy không ạ? Lập tức nó vát luôn cho chúng ta. Ở đây nếu không tin thì các bạn có thể là vẽ đường line này, đo bằng lệnh DAN, được chưa? Dim angle. Dim góc. Tích điểm này. Chuẩn 60 độ chưa? Chuẩn đen luôn. Các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy, thế thì lệnh này nó kết thúc gõ được một lần nó kết thúc thì làm sao để thực hiện liên tiếp được đúng không ạ? Mình gõ là CSA này. Mình hướng dẫn các bạn cách thực hiện nhiều lần mà không phải nhắc lại lệnh. Vẫn là tính năng angle đúng không ạ? Vẫn là chiều dài là 24 đúng không ạ? Vẫn là góc 60 đúng không ạ? Tại đây các bạn chưa tích vội mà bạn sổ tiếp tục xuống và chọn tính năng là multi M đây là thực hiện nhiều lần. Cách được chưa? Ở đây là cạnh ngắn, các bạn phải gõ cạnh ngắn trước nhé. Chọn cạnh ngắn trước nhá. Ở đây và đây. Cạnh ngắn ở đây. Được chưa? Cạnh ngắn ở trên này. Kích vào dưới. Ok, rất là tuyệt vời, được chưa? Hình này thì không có gì đánh đố cả. Vậy chúng ta đã hoàn thành xong. Và để muốn xem độ dày của hôm nay thì các bạn có thể là kích vào cái biểu tượng độ dày ở dưới đây. Đó, kích vào dưới này. Đó thì nó đã dày lên cho chúng ta rồi. Vậy là hoàn thành xong. Mình sẽ co ngắn cái cạnh này bằng lại stretch. Tiếp theo là stretch. Stretch tiếp. Stretch. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình hát ở bên này, được chưa? Hình hai bên này. Trước khi vẽ ta tắt cái độ dày để chúng ta hiển thị một cách nó rõ nét nhất, được chưa? Và mình quay trở lại với nét tim. Với nét tim thì đây chúng ta sẽ vẽ đường line xem bên này. Một đường thẳng đứng ở đây. Được chưa? Rồi bây giờ ta sẽ vẽ cái gì đầu tiên? Có một cái đường tròn ở đây là bao nhiêu ạ? Phi bằng 20 tức là bán kính bằng 10 này. R bằng 24. Ok, ta vẽ hai đường tròn này. C là 10. Mình chuyển sang nét cắt này nhá. 10 này, một cái nữa là 24, được chưa? Chúng ta đã có được hai đường tròn. Tiếp theo bên này offset sang là 130, các bạn thấy không ạ? Offset sang đây là 130. Chúng ta sẽ offset cái trục này sang. Đấy. Ở đây bạn thấy là cái phần đế này là cái kích thước nó tương đối là chi tiết rồi, chúng ta vẽ nó như nào. Bạn để ý thấy ở đây là chúng ta có chiều dài cạnh là 47 đúng không? Cạnh dài 22 đúng không? Và nó chém một cái góc ở đây là 45 độ này.
Đấy, góc này 45 độ, tức là cái góc dưới này 45 độ. Và vắt chém bằng 2. Và vẽ y hệt như cái hình ở bên này. Được chưa? Đó, thì bài này nó chỉ luyện để chúng ta vẽ cái hình hát này nó được dễ hơn thôi. Thế thì ở đây chúng ta có 47 và 22. Ở cạnh bằng 2 góc 45, được chưa? Thực hiện tương tự như sau. Các bạn vẽ một hình rectangle. Rectangle là 47 này, tác 22 này. Đó, tại đây các bạn làm gì tiếp theo? Các bạn sẽ dùng lại CA này. Được chưa? Sau tính năng là angle này. Angle thì cái độ dài nhập bằng 2, được chưa? Và nhập bằng 45 độ. Đó, và chọn tính năng là Multi M. Kích vào cạnh 2 nhé, tại vì 2 là ở bên trên mà. Đây. Cạnh bằng 2 bên trên và tích từ bên trên trước xuống dưới. Bên trên xuống dưới. Đó, các bạn thấy không ạ? Tại đây các bạn sẽ làm gì ạ? Vẽ đường line nối vào đây. Và bây giờ các bạn sẽ move vào cái cạnh 130 này. Chúng ta bộ offset M tích vào điểm này. Đó. Rồi tiếp theo đến thì chúng ta sẽ vẽ các cái đoạn này đấy chưa? Và cái đường tròn ở đây chúng ta sẽ vẽ như thế nào? Ở đây bạn để ý thấy là cái cạnh này nó sẽ kéo thẳng ra đúng không ạ? Và đây bán kính bằng 10, điểm tâm bằng 10. Và nó giao với đoạn này bằng bao nhiêu? 32 này. Điểm tâm ở đây 32 rồi bằng 10. Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ như sau. Các bạn sẽ vẽ mình đường line ở đây. Tạm thời cho nó thẳng ra nhé. Đó. Offset sang là 32 này. Từ đây 32 là ta có được cái đường tim này rồi. Và từ đường tim này xuống là bán kính R 10 đúng không? Đấy, offset. Đấy, chúng ta sẽ offset đường này xuống là 10. Đấy, và ta vẽ C chỉ bằng 10 để có được hình này. Xóa này đi. Tiếp theo đến nữa ta làm gì ạ? Đó, chim đi đúng không? Có đường này. Phần trên này ta sẽ đối xứng lên, được chưa? Tại đây ta có đường này sang và một cái đường tròn ở bán kính bao nhiêu? Ở đây kích thước sang là 22 đúng không? Đó, từ đây sang là 22 và bán kính là R bằng 4. Đó, C này. 4, được chưa? Line từ đây sang là bao nhiêu? 22 đúng không? Đó, và move vào đây. Chính xác. Tại đây chúng ta làm gì ạ? Vẽ tiếp cái đoạn này. Chúng ta có một cái đường tròn đây, bạn thấy cái tâm nó nằm ở đây điểm này không? R 26 đây không ạ? Đấy, chúng ta sẽ vẽ tiếp đường này C. Tích vùng này R 26. Đó. R 26. Thế tại đây chúng ta vẽ tiếp một cái đường tròn. Nó tiếp xúc với cạnh đường tròn này đúng không? Đây, R bằng 46 này thì nó sẽ tiếp xúc R bằng 26 và tiếp xúc với R 4 này. Bán kính là bằng 46 thì sẽ vẽ như sau. Ở circle là chọn tan tan radius này. Tiếp xúc ở đây, các bạn chỉ vào góc tầm khoảng 7 đến 8 giờ. Tiếp xúc ở đây góc tầm khoảng 5 giờ. Đấy, và R bằng 46 nhập 46 ở đây. Thì chúng ta đã có kết quả rồi. Chim thôi. Chim vào này đi. Đó, và xóa vào này đi. Dạ. Tiếp tục xóa DR chim vào này, chim vào này. Làm gì tiếp theo bây giờ? Chim tiếp đoạn này. Xóa đi. Ở đây chúng ta có điều gì ạ? Ở đây chúng ta có một đoạn line đúng không ạ? Đoạn line để nó nối. Đây. Line nối. Tức là nó tiếp xúc cái bán kính đường tròn bán kính R24 và bán kính R bằng 26 này. Ta sẽ vẽ như thế nào? Tại đây các bạn sẽ có lệnh line nhé. Cái này rất là hay. Thì tại đây các bạn không có tích điểm mà để bắt được tiếp tuyến song song vào cả hai cái đường đường tròn bán kính này. Thì chúng ta sẽ gõ là tan. Đấy, bắt được này xong lại tan phát nữa. Các bạn thấy nó đang di chuyển tiếp xúc đúng không? Và tan phát nữa thì nó bắt vào đây. Tự động nó sẽ bắt đẹp cho chúng ta. À, bây giờ dùng lại chim đi. Đó. Ở đây chúng ta sẽ làm gì ạ? Ở đây chúng ta có hình này đối xứng xong rồi, đúng không? Đối xứng xong rồi, bây giờ các bạn sẽ M
MI thôi. MI à, mirror à, đối xứng xa. Chọn no để không phá đối tượng gốc, được chưa? Bây giờ bạn sẽ là loại trim đi các phần thừa không cần thiết. Đây. Đây. Tiếp tục xóa đi hai đối tượng thừa này. Đó, vậy ta đã có được một cái hình như mẫu, được chưa? À, hình này nó xuống đây giật cấp đây là bằng bao nhiêu? Bằng hai đơn vị đúng không? Tới đây ta sẽ vẽ line này. Rectangle này. 2 này, sẽ vẽ ô vuông luôn. M vào đây. Mu vị trí này. Đấy, MI này xuống. Chọn no. Tại đây mình vẽ line. Và trim đi. Sao này. Đó, bây giờ ta đã có kết quả rồi. Mu stretch S này. Vào đây. Ok chưa? Vậy là hình chúng ta đã được hoàn thành và hình này cũng tương đối là đơn giản thôi. Các bạn có thể làm theo hướng dẫn này để ta hoàn thiện được các cái phần lệnh nó được thành thạo hơn nữa. Ok các bạn. Và mọi cái thắc mắc hay là bạn nào một hình bài tập nào đó thì có thể gửi lên cho mình. Nếu trong phạm vi kiến thức của mình thì mình sẽ giúp đỡ các bạn thực hiện được các hình đó. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và không quên like và subscribe video của mình nhé. Bye bye các bạn.